Lúc nãy thì cũng có một chút việc nên là chị Thủy có vào cho anh Danh để ăn ăn trưa. Thu Nguyên cũng có ngồi đây và khi mình quay qua mình thấy chị lau mình cho anh Danh rồi chị cho anh ăn thì mình thấy cái thao tác rất là nhuần nhuyễn và mình cảm thấy trong ánh mắt của chị nhìn anh nó đong đầy tình yêu thương vậy á. Thì Thu Nguyên rất là xúc động và mình mong là mọi người khi mà mình gặp những cái hoạn nạn và cái khó khăn như này ở bên mình sẽ có một người kề bên chăm sóc. Thật sự là em nghĩ là cái câu chuyện mà chị Thủy sắp chia sẻ tới đây là một cái câu chuyện tình cảm động đây và chắc để chị lau xong rồi Thu Nguyên lại gặp chị tiếp để nghe chị chia sẻ nhé. Vừa nãy thì Thu Nguyên đã thấy là chị Thủy đã cho anh Danh ăn xong rồi á, thì bây giờ chắc là Thu Nguyên sẽ vào hỏi thăm chị Thủy một chút tình hình nha cô chú anh chị. Chị Thủy ơi. À, mình đi xuống phía dưới nha. Chị Thủy quen anh Danh là được 4 năm nay rồi ạ. Tới lần đầu tiên mà anh dắt chị về nhà này thì chị cảm xúc như nào? Có lo lắng khi mà về gặp anh không? Về nhà gia đình anh Dạ, thì lúc qua thì anh cũng có nói là anh sống có mình nè, cha với nội đã mất rồi. không? Rồi anh nói vậy thôi, có cơ hội thì dắt em về thăm nhà. Và lúc về là thấy nhà có mình ảnh nè, nhà cửa đơn chiếc lắm, không có ai hết. Lo ngó rồi thì cũng thấy thương lắm, đồng cảm lắm. Thì lúc đầu chia sẻ nó là cha với nội mất, là mẹ thì bỏ đi, nên là tình cảm xuất phát thì trong lòng mình luôn thôi thôi, nên là Em cảm giác như là gia đình anh Danh thì mình quan sát mình đi vào á cô chú thì cũng không phải là khá giả đi, cũng không, nếu như là một người mà thiên về vật chất thì em nghĩ là sẽ hơi đắn đo một tí, nhưng mà tại sao lúc đó là chị lại chọn anh mà không có đắn đo gì? lúc đó cũng khó nói, cũng không hiểu sao nữa. Vừa gặp anh, vừa vô nhà anh, bước tới vô nhà anh là cảm thấy là cũng quý rồi. Quý quý cái ở chỗ là cha mẹ không có mà có ba anh em đùm bọc nhau. Mà nghĩ tới cái cảnh đó, mà lúc em bé nhỏ, bé Út á có 17 tháng rồi mà mẹ bỏ đi, anh Danh nè với anh hai nè đút từng muỗng nước cơm á, nước gạo á cho uống. Rồi giờ tới giờ ba mấy năm rồi, anh em vẫn đùm bọc nhau À, vậy, thương lắm. Thu Nguyên nghĩ là có thể là chị Thủy là không phục cái tình cảm anh em của gia đình anh Danh đúng không ạ? Ngưỡng mộ đó, Đúng rồi. ngưỡng mộ cái tình cảm của ba anh em. Hàng xóm này ai cũng nói, ai cũng lại thăm, nói ba anh em thương nhau lắm, nên cái là cái nghe là cái đồng cảm luôn. Nhưng mà ban đầu á chị khi mà tìm hiểu thì anh chị quen nhau như thế nào? Lúc mới đầu anh chị là mai mối là sao? Ôi, anh sáu chị. Ngon. Cái chân vòng tay này để cho cầu anh cầu an hả chị? Dạ, cầu cho ảnh bình an, đồ vượt qua bệnh. Trước anh làm công nhân là anh làm bên mảng gì đó chị? Dạ, ảnh làm cho công ty khu du lịch Mỹ Quỳnh đó chị. Gần đây không ta? Dạ, ở gần đây. Em đi làm sáng đi chiều về. Rồi chị làm bên nào ạ? Dạ, em làm ở công ty. Dạ. Rồi anh chị là có gặp nhau cùng công ty không hay là sao? Dạ, cũng gặp nhau rồi có người bạn mai mối, rồi cũng nói chuyện, rồi thấy hoàn cảnh gì nè cũng đồng cảm, cũng thấy thương. Anh chị là nhắn tin như là quen trước nhau, nhắn tin với nhau trước khi mà gặp đấy rồi. Dạ đúng rồi. Ở lúc ban đầu mà chị gặp anh thì chị cảm thấy sao? Giống như trong tưởng tượng của chị không? Giống trước hình mẫu của chị không? Dạ không, tại lúc vô là thấy ảnh hiền lắm, ảnh vui vẻ, ảnh hiền lắm, hiền à, ai anh ai cũng thương hết á. Người ta nói anh này anh hiền dễ thương lắm. Rồi cũng nói chuyện một thời gian, rồi cũng có về nhà thăm nhà, rồi thấy hoàn cảnh nào thấy thương lắm. Này, đây. Thật sự thì bây giờ mà tôi thấy kiếm được một người bạn gái, tôi không nghĩ là mình con thấy thôi đâu, mà nếu một người nam nào đó đang xem clip này mà thấy được cảnh anh chị chăm như thế này thì chắc cũng khâm phục và cảm phục chị rất là nhiều.
Vì là đâu phải giờ em thấy rất là nhiều cặp khi mà họ quen hoặc tai nạn như này chị, họ bỏ đi à, không có giống như chị là ở lại mà chăm cho anh từng ly từng tí như vậy đâu. Mà không phải là chê hay là gì đâu nha, nhưng em thấy chị là đồ ăn hay là thuốc hay là chị cho anh ăn là cũng khá tình cảm lắm nha, kiểu mình nhìn mình cũng kiểu khâm phục ấy. Cũng lo từng ly từng chút á. Về đau bệnh thì cũng có ông bà cha mẹ, mà giờ ông bà cha mẹ không có, mình nhìn thấy cảnh này thương lắm, mình đâu có bỏ được. Chị có khi nào mà chị buồn mà chị suy sụp không? Khi mà anh bị như này này. Mẹ có chứ, nhiều lúc nghĩ cũng buồn lắm. Thì người ta, tình cảm người ta giờ cho dù là tình cảm không trọn vẹn, mà giờ ở bên ảnh chăm sóc ảnh, cố gắng ảnh để cho ảnh mau hồi phục, cũng là niềm vui cho mình. Em hỏi câu này chị đừng có buồn nha. Chị có khi nào chị nghĩ là ảnh bệnh tật nó sẽ xấu hơn và nếu mà anh cứ nằm như vậy á thì chị có dự định gì Dạ không đâu, hiện tại là chỉ là tập trung mà chăm cho ảnh, không? có phương pháp nào hay là cái mẹo thuốc nào mà làm cho ảnh mau hết bệnh, mau hồi phục thì em cũng làm hết á. Nếu mà bây giờ anh không bị tai nạn như này này thì chị nghĩ là cuộc sống của bây giờ của hai anh chị nếu như bình thường thì nó sẽ như thế nào? Dạ, bình thường thì cũng giản dị, nhưng mà đi đi làm về cũng có nhau, có cơm, có nước, đồ ăn, mình cũng vui vẻ. Dù nó không có giàu sang như người ta, nhưng mà cũng cảm thấy có nhau là cũng bình dị lắm rồi. Dạ. Chứ anh có hứa gì với chị không? Ví dụ như sau này là tương lai của hai đứa như thế nào? Dạ, thì nói là để tháng 2 anh bước tới anh nói chuyện, dù không có làm đám cưới lớn thì cũng bước tới nói chuyện để cho hai bên giáp mặt vậy. Thương lắm, về ba mẹ thương lắm, thiền lắm, cái gì cũng làm hết rồi. Quả như này là lạc anh không chị? Dạ, cũng phải cho cái không khí nó thoáng, là ảnh nằm, cho anh thoáng cái lưng. Lúc anh bệnh như này là đã qua, nếu không bệnh là anh 1 tháng nữa là cưới, là bây giờ là chắc hai anh chị là bắt đầu là sống chung rồi chị ha. Dạ đúng rồi. Ừ. Lúc đó là dự tính của hai anh chị là ở đây luôn hay là ở đâu nữa? Dạ là ở đây. Ừ. Ở đây. Lập nghiệp và làm ở dưới đây. Dạ. Em đi làm. Ba mẹ chị khi mà có biết hoàn cảnh anh tai nạn như này nè thì có lời nào không? Dạ ba mẹ thương lắm. Ba mẹ kêu nghèo khổ thì thương nhau được. Bây giờ khổ bệnh đau vậy mà phải có nhau, phải chăm sóc. Chăm sóc vẫn là cũng cố gắng mau phục hồi. Mau phục hồi để trở lại cuộc sống bình thường. Thế là mẹ mẹ động viên, ba mẹ cũng xuống động viên. Lúc anh tuy không có vật chất đi nhưng Dạ. mà không biết là cái khoảnh khắc nào mà chị thấy đây là người đàn ông mà chị có thể cưới làm chồng rồi. Dạ, anh chị nhớ ảnh hiền, với lại cái hoàn cảnh gia đình đó, đồng cảm. Không, nhưng mà có một cái khoảnh khắc nào không, ảnh làm một cái hành động nào đó mà chị chắc hẳn là cái lúc mới quen thì mình cũng sẽ bắt đầu là tìm hiểu nhau đúng không ạ, Dạ. thì phải có những cái em nghĩ là sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó mà chị thấy anh rất là men hoặc là thấy anh rất là gì đó và chị nghĩ là đây sẽ là người chồng của mình đó. Vậy cái đó thì thể hiện thì em chưa thấy, nhưng mà nhìn bản chất bên ngoài thì cái lời nói đâu, cách ăn nói cư xử của ảnh thì hiền, biết tôn trọng người này người kia, nên là cách đó đó chứ thể hiện là anh chưa có thể hiện gì hết. Những cái dịp lễ như nếu mà quen nhau 4 năm thì những cái dịp lễ Tết hay là những cái dịp mà sinh nhật chị chẳng hạn á thì anh có làm những cái lãng mạn cho chị không hay là bất ngờ cho chị Dạ không đâu, chưa bao giờ nha. không? Vậy tại đi làm không à, là không không có. Thì anh nghe nói là thương nhau được rồi, mấy cái đó làm chi, để ví dụ để thời gian rồi lỡ cái đó mình lo cho công việc khác. Đó là dạ anh ấy là không phải là một kiểu tiếp người là dạ ngọt ngào mà làm bằng dạ hành động á chị ơi. như là anh sống nội tâm vậy đó. Dạ, anh biết thì anh để trong bụng, anh thương anh để trong lòng, anh ít nói ra lắm. Ví dụ trong 4 năm nay khi chị ở bên cạnh anh đó thì có trải qua cái sóng gió gì lớn không chị? Cái lần này là lần sóng gió thử thách lớn nhất nè. Nhưng trong lúc quen nhau không có lúc nào mà anh chị cãi nhau hay gì ạ? Dạ cũng có, nhưng mà
thường lắm, nó nhỏ nhặt lắm, cũng không đáng. Rồi anh hay chị là người sẽ làm hòa? Trời, thấy như là anh là người người nói chuyện lại. Thu nghe nghe chị Thủy kể chuyện rồi mình cảm giác như là anh chị Thủy nghĩ là do là tính cách của anh nhiều hơn là những cái phần khác, và nhờ vì cái tính cách của anh nên chị mới là quyết định là chung sống với anh. Và mình nghĩ là những cái giai đoạn khó khăn như vậy là anh chị cũng vượt qua rồi, và anh chắc hẳn là sẽ phải là một cái con người tốt hay là phải như thế nào đó, thì khi mà anh nằm bệt anh ngã xuống đây, hàng xóm hay là ba mẹ bên chị vẫn đều thương và ủng hộ anh chị đến với nhau, và chị chăm sóc anh cho đến giờ nữa. Dạ em chào anh ạ. Anh là gì của chị à? Chị Thủy ạ. Em gái Anh rể à? Anh có hay qua đây thăm anh chị không ạ? tầng nào cũng xuống, Ừ. có kẹt cái chuyện thì xuống cho gì liền, Không có dễ kẹt đâu thì xuống anh. đây cho đi đâu. Trước đây anh đã gặp anh Danh rồi đúng chưa? Rồi anh thấy anh Danh sao? Hiền dễ thương, sao giờ hai chồng sắp đám cưới rồi cái đùng ra cái như vậy, bây giờ cái giờ biết sao, bây giờ tới đâu tới đó chứ, cầu xin sao ơn trên sao cho nó tỉnh dậy. Cho anh ngồi dậy, anh đi đứng, anh hoạt động rồi anh Chị, dậy cái phần xin. não của anh mổ á, là cái phần nào gửi đâu Dạ, không phần qua bên trái này nè, cái tóc đó nè. không chị, Dạ, sao nhẹ nhẹ vậy em ngó qua đây nè, nè, ở đây hấp vô nè. nè, hấp À để hồi tóc nãy nó ra nên chị đúng rồi, không. tóc nó ra đây, Dạ, nãy em không thấy, em nhìn không có cái móp đâu. em để tóc dài cho phủ đằng che lại, cứ hấp vô trái trong này, em để Ê, tóc bình dài thường phủ á cái lại. người mà họ họ có thể nói được á, là người ta nói được là có đau hay là nó có Dạ. nói được cái nhu cầu của mình, còn anh Nhanh là anh không nói được luôn. Mà như nãy giờ mà chị Thủy chị nói là Thu Nguyên, không biết là anh nghe anh có hiểu không nữa cơ, em nghĩ chắc là hiểu đấy. Yeah. Dạ Thu Nguyên xin tóm tắt lại tình hình của anh Danh cho cô chú anh chị lần đầu xem clip được rõ hơn ạ. Anh Danh thì trong một lần anh đến đón chị khi mà anh qua đường thì anh bị té xe và lần ngã bị tông đấy, và lần đó thì chị đã dẫn anh vào bệnh viện và mổ, thì bác sĩ chẩn đoán anh là bị chấn thương sọ não, và bây giờ là sau 3 tháng rồi anh đã về xuất viện về nhà, thì chị Thủy ở bên cạnh và gia đình anh ở bên chăm sóc cho anh. Thì nãy cũng chưa hỏi về cái chi phí sau khi anh về nhà rồi thuốc thang lo sao á, thì bây giờ anh còn phải dùng thuốc gì nữa không chị? Dạ có ạ, mấy thuốc một ngày 2 cữ, một cữ sáng và một cữ chiều, uống thuốc rồi cho ăn uống, mình mua xương thịt từ đó mình hầm ra nước rồi mình nấu cháo, mình xay nhuyễn cho anh và uống thêm sữa Ensure để bổ sung dinh dưỡng cho anh. À, lúc ra viện bác có dặn là về có điều kiện thì về vô nước biển vô đạm cho anh, đừng nuôi não anh đó cho mau hồi phục, nhưng mà rồi về là một tuần cũng vô một lần à, chứ đâu có vô nhiều. Sao mà không vô nhiều được, hay là không vô được nhiều, hay là vì lý do nào khác ạ? Rồi cũng vô bắt kêu một tuần vô 2 chai, một ngày vô 2 chai nhưng mà không có điều kiện nên một tuần vô một lần thôi. Rồi, đang duy trì cho cái não anh hồi phục. Cái chai đạm đó thì một một chai đó mình mỗi lần mình vào thì tốn chi phí bao nhiêu? Dạ, một chai đạm là 300.000, 2 chai là 600. Nếu mà đúng theo mà chỉ định của bác sĩ là 600 một ngày đó. Dạ. Ừ, rồi còn tã đồ hay mấy cái thuốc thang thì một ngày trung bình chị sẽ tốn bao nhiêu? Dạ, tả thì một ngày em xài, em cũng chăm sóc và sạch sẽ cho anh, cũng không có hao, cũng chủ yếu là sữa, thuốc với lại vô nước biển cho anh đó, với còn mua đồ ăn về nấu cho anh, nấu cháo cho anh đó. Anh dùng sữa gì chị? Dạ, anh uống sữa Ensure, bác dặn là cho uống sữa Ensure để cho mau hồi phục não. Em hỏi như này nha, cái tình hình hiện tại nè, bây giờ chị cũng đã nghỉ việc tại cái công ty của mình rồi, anh thì cũng nghỉ luôn rồi đấy, và cũng đã 3 tháng để chữa trị cho anh rồi, kinh phí tốn rồi, thì sắp tới thì anh cũng nằm đây để hồi phục, thì chị nghĩ là sẽ mất khoảng bao lâu thì anh mới có thể hồi phục được và đi tái khám lại? Dạ, cái khoảng hồi phục á thì bao lâu á thì không có nói trước được, Mình ước lượng được nói trước khoảng mấy tháng không thể. dạ không được đâu. Vậy bác nói là rất khó, mình phải chăm sóc, cố gắng chăm sóc, phải ảnh phục hồi phần nào hay phần đó, nếu về phục hồi luôn á thì khó lắm.
Người tổn thương quá nặng. Cái tình hình của gia đình mình kinh tế này bây giờ là ai là kinh tế chính để lo? Dạ, giờ là nghỉ làm hết rồi. Anh hai ấy thì có con nhỏ, cũng đi làm, ai cái gì làm đó. Hỏi được nhiêu cái đem về mua trà sữa cho em. Thì cũng tới đâu hay tới đó, rồi bà con cô bác hàng xóm nè, họ có gì họ đem lại họ cho. Không biết là em nói câu này nó có làm chị buồn không, nhưng mà ví dụ cái tình hình này tiếp diễn á, nếu mà tiền mình phải lo tiền bạc cho anh rồi đúng không chị ha, đi khám rồi đi chữa bệnh đâu có phải là bây giờ chị nghỉ rồi chị nghĩ là chị sẽ duy trì được cái tình hình này được bao lâu nữa nếu mà kinh tế như thế này. Dạ, thì khoảng thời gian này thì tới đâu hay tới đó, chủ yếu là lo cho anh. Có bao nhiêu kinh phí là cũng chăm sóc thôi, quanh mau hồi phục hết. Thì cũng còn mong, cũng có cơ hội là cũng có duyên gặp mạnh thường quân, hảo tâm đời giúp đỡ cho gia đình em. Cũng có kinh phí để lo cho anh mau hồi phục, xây dựng mai. Nghe chị Thủy chia sẻ rõ hơn về cái kinh phí thì Thu Uyên mới biết được là tình yêu đâu có phải là tất cả đâu. Khi mà mình bệnh tật như vậy nữa, công việc cũng không làm được, chị ở nhà chị lo cho anh, chị chăm sóc cho anh 3 tháng nay rồi, đâu có thể đi làm được, kinh tế thì cũng không có. Mấy anh chị em trong nhà anh thì có khá giả không mà. Em ơi, cũng đi làm lo gia đình, ai cũng có con nhỏ, chứ là còn gì ở trọ không mà. Luôn cũng mong là em cũng không hứa gì được trước á chị, ví dụ như là sau khi kênh chia sẻ clip này lên thì Thu Uyên cũng mong là sẽ có một cái duyên nào đến với gia đình, có mạnh thường quân nào giúp đỡ anh để có thể anh chị vượt qua cái giai đoạn này. Thật sự đâu ai nghĩ được là hai anh chị nếu mà không có tai nạn thì đáng lẽ lý ra sẽ là như bao nhiêu cặp ngoài kia yêu đương rồi sẽ một tháng sau bắt đầu là hai gia đình làm đám cưới, mọi chuyện sẽ tưởng chừng chỉ là đơn giản như vậy thôi là xong rồi, nhưng mà bây giờ biến cố đến quá bất ngờ được. Thì cũng mong là nếu có mạnh thường quân nào hỗ trợ gia đình thì thôi kênh của Phúc cũng sẽ là đồng hành và hỗ trợ cùng với anh chị trong thời gian tới. Hay lắm á chị. Thì một lần nữa thì Thu Nguyên cũng gửi lời thăm sức khỏe đến anh Danh và chúc cho chị giữ vững tinh thần để luôn ở bên cạnh làm nguồn động viên cho anh. Và cũng chúc anh là sớm có thể là bình phục lại. Không chỉ là em đâu mà tất cả các khán giả xem kênh em nghĩ là đều có chung một mong muốn giống như là Thu Nguyên vậy. Thì Thu Yên cũng rất là khâm phục cái tình cảm của hai anh chị và mong rằng sắp tới sẽ có những điều nhiều kỳ tích được xảy ra với anh. Và bây giờ Thu Yên cũng xin được kết thúc clip ở đây. Trong ở clip này thì bây giờ là trời cũng đang mưa cô chú anh chị, thì mong cô chú anh chị mong thông cảm với Thu Yên là có thể phần âm thanh nó sẽ không có được trọn vẹn như những lần khác. Và Thu Yên xin chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip sau ạ.